Xin chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 18 giờ hôm nay mời quý vị cùng nghe những một số thông tin tổng hợp vừa được cập nhật. Những thông tin được đăng tải trên trang báo mới.com và nhân dân.vn. Thưa quý vị, theo website research.com, kết quả xếp hạng nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học vừa công bố gồm 1.000 nhà khoa học từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Trong số những nhà khoa học được xếp hạng có 3 người đang công tác tại các trường đại học tại Việt Nam, được gắn quy hiệu Rising Star ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc trên thế giới, đó là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Bách, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoàng Sơn và Tiến sĩ Phùng Văn Phúc. Thưa quý vị, bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Bắc Hương, thuộc thôn 1, xã Ngũ Lão, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quyền Thủy Nguyên phát hiện 11 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Bùi Văn Ý sinh năm 1991, Phạm Việt Anh sinh năm 1989, đều ở xã An Lư và Nguyễn Văn Mạnh sinh năm 1993, ở xã Ngũ Lão, cùng quyền Thủy Nguyên, để điều tra, xử lý về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thưa quý vị, một nhóm thanh niên cầm mã tấu, giao tự chế dài chặn đầu xe của tài xế hát và chém liên tục vào xe ô tô. Sau đó, dù tài xế cài chốt cửa nhưng nhóm côn đồ vẫn đập cửa và chém liên tục vào người anh hát. Thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương xác minh. Điều tra vụ việc băng nhóm chặn đường gây thương tích cho một tài xế và gây rối trật tự công cộng trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa. Tiếp tục bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 11, Đảng Cộng hòa đã giành được 218 trên tổng số 435 ghế tại Hạ viện ngưỡng tối thiểu cần thiết để kiểm soát cơ quan lập pháp này. Tổng thống Mỹ Joe Biden người của Đảng Dân chủ đã chúc mừng Đảng Cộng hòa giành đa số tại Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối tuần qua. Nhà Trắng Đa tuyên bố cho biết Tổng thống Biden khẳng định ông sẽ hợp tác với các nghị sĩ Cộng hòa để phụng sự người dân Mỹ. Ông nhấn mạnh, người dân Mỹ muốn chúng ta làm nhiều điều cho họ. Tôi sẽ làm việc với bất cứ ai dù là Cộng hòa hay Dân Chủ sẵn sàng làm việc với tôi. Thưa quý vị, quân đội Hàn Quốc ngày 17 tháng 11 thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ phát hiện vụ phóng tại khu vực quân sang thuộc tỉnh Kangwon của Triều Tiên lúc 10 giờ 48 giờ địa phương, tức 8 giờ 48 giờ Việt Nam, song chưa công bố thêm chi tiết. Vụ phóng diễn ra ngay sau khi Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui cảnh báo Triều Tiên sẽ có những hành động quân sự quyết liệt hơn nếu Mỹ tiếp tục chiến lược tăng cường năng lực phòng thủ cùng với các đồng minh trong khu vực. Thưa quý vị, ở độ tuổi 70, có lẽ nhiều người sẽ đang đề quê cạnh con cháu hay tìm cho mình một nơi ảnh hưởng tuổi xế chiều, thế nhưng vợ chồng bà Nguyễn Thị My Chủ quán cơm rau củ quả không đồng tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn ngày ngày nấu hơn 200 suất cơm tặng miễn phí cho những người khó khăn. Từ sáng sớm, căn bếp của bà Mỹ đã đỏ lửa, ai nấy đều tất bật với công việc. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy như ngày nào với chồng bà, cũng thức dậy từ 3 giờ sáng chuẩn bị nguyên liệu để nấu hơn 200 suất cơm rau củ quả giá không đồng phục vụ bà con. Vợ chồng bà Mỹ dự định làm từ thiện đến khi hết vốn sẽ về quê, nhưng may nhờ sự giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất của những người xung quanh nên ông bà lại tiếp tục nấu cơm. Dù là quán cơm không đồng, nhưng từng món ăn được ông, bà chăm chút rất kỹ lưỡng. Mỗi suất cơm chắc chưa trong đó là tình cảm yêu thương, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Chỉ vài giờ đồng hồ, hơn 200 suất cơm đã đến được tay bà con có hoàn cảnh khó khăn. Tuy vất vả nhưng vợ chồng bà Mi vẫn thấy vui khi có thể trao đi những phần cơm, sự sẻ chia, giúp đỡ đến những người khó khăn. Thưa quý vị, tại miếu Bảo Hà thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh, thời Đức Linh Lang Đại Vương có một bức tượng được coi là độc nhất vô nhị khi có thể đứng lên ngồi xuống. Người dân làng Bảo Hà không chỉ coi đây là bảo vật mang ý nghĩa tâm linh mà còn là biểu tượng cho ngôi làng truyền thống với nghề tạc tượng, múa rối. Khác với những bức tượng được thờ trong miếu, bức tượng thờ Đức Linh Lan Đại Vương gần 700 tuổi là sự sáng tạo độc nhất vô nhị của những thợ thủ công tài qua xưa. Tượng được tạc cao khoảng 1,7 mét như người thật, nét mặt khôi ngô, mình khoác lụa bào, trong tư thế ngồi trên ngai, tay cầm văn tự, có thể đứng lên một cách nhẹ nhàng, khoan thai và ngồi xuống từ từ. Lý giải về việc pho tượng có thể đứng lên, ngồi xuống, các cao niên địa phương cho biết là nhờ hoạt động theo nguyên lý cánh tay đòn, gồm các hệ thống rồng rọc, khớp nối được làm bằng một loại gỗ đặc biệt nằm trong căn hầm phía dưới cung cấm. Trong đó, bí mật về sự chuyển động của bức tượng chính là nằm ở cánh cửa của điện thờ nơi có bức tượng. Các nghệ nhân xưa đã khéo léo kết hợp nghệ thuật tạc tượng với nghệ thuật múa rối cạn, làm ra hệ thống truyền lực kéo đẩy nối giữa cánh cửa với các khớp nối của pho tượng. Do đó, khi mở cánh cửa thì bức tượng dần đứng lên và ngược lại khi kéo cánh cửa xuống thì bức tượng từ từ ngồi xuống để trở về tư thế ban đầu. Pho tượng đặc biệt không chỉ tạo nên sự linh thiêng, kỳ bí cho ngôi miếu cổ mà còn khiến cho du khách xa gần đều cảm thấy trầm trồ trước sự tài hoa của những nghệ nhân xưa. Thưa quý vị, công trình hình cánh bướm xuất hiện giữa vịnh Tokyo, Nhật Bản khiến nhiều người không khỏi tò mò. Mời quý vị cùng trợ lý ảo khám phá tòa tháp này ngay sau đây. Vẻ ngoài đặc biệt và vị trí giữa biển của tòa tháp khiến một số cho rằng đây là tòa nhà bí mật của chính phủ hay hệ thống cảnh báo sớm về sự xuất hiện của Godzilla. Trên thực tế, đây là Kaizena hay tháp đó, một công trình thông hơi cung cấp không khí cho đoạn hầm ngầm qua biển của tuyến đường Tokyo Bay Aqua Line nối hai thành phố Kawasaki và Kisaraju. Mở cửa năm 1997, Tokyo Bay Aqua Line là tuyến đường kết hợp cầu và hầm ngầm đi ngang qua vịnh Tokyo, gồm hai cầu ở hai đầu, giữa là đoạn hầm ngầm dài 9,6 km. Đây hiện là đường hầm dưới nước dài thứ tư thế giới. Tháp gió được đặt ở vị trí giữa hầm, công trình nằm ở độ sâu 40m so với bề mặt, được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Toyo Ito. Hai tòa tháp nhìn như mái vòm từ một hướng và như những cánh buồm căng gió từ hướng khác. Hành khách đi qua Tokyo Bay Aqua Line có thể dừng chân ở hòn đảo nhân tạo thứ hai, được biết đến với cái tên Umihotaru, nằm ở đoạn giao giữa đường hầm và cầu. Nơi này có khu nghỉ với nhà hàng, cửa hiệu mua sắm và giải trí tuy nhiên thấp gió không cho phép tham quan bạn có thể nhìn thấy công trình này từ điểm nghỉ chân hay bờ vịnh hoặc từ máy bay nếu hạ cánh xuống sân bay haneda của tokyo quý vị thân mến bản tin trợ lý ảo điểm báo hôm nay xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe thân mến chào tạm biệt